cảm ơn chú cô gì chú bác anh chị em thời gian qua đã mộ em thì lâu quá không quá lên clip cho mọi người coi là tại vì lý do là dịch nè, không có vàng mới cho nên không có gì giới thiệu cho mọi người. Thì bây giờ em còn cái những cái cây nào ở đây thì em giới thiệu cho mọi người xem tham khảo chơi cho vui trong những ngày mà mình ở nhà nha. Thì ở nhà có chuyện gì làm mình xem video của em xem cây triển cho sẽ vui. Thì ví dụ mà anh chị nào mà thích những cái chậu nào trong đây thì em có thể gửi nội thành thì nó lẹ lắm, còn các tỉnh thì nhiều khi có tỉnh chở đường đây chứ em không có chạy. Còn bây giờ anh chị em tham khảo chơi cho vui ha. Cô chú anh chị coi đây thì còn những cây này nè đó, trồng lung tung để bàn này, hạnh phúc kim ngân này, ngọc ngân quý vàng lọc rồi đó luôn chú. Cái chậu này mới về nè, nhưng mà về chậu này là còn cây chưa có về. Về chậu mẫu giống này nhiều lắm, nhiều màu lắm. Kim ngân nè. Còn ở đây là những cây mới và cây đẹp không như mọi người, chứ không phải là còn những cây cũ đâu, còn hàng mới thì nó chưa có về được tại vì dịch đó. Này, cây này của Việt Nam nè, phú quý một thân vàng lọc kim ngân nè. Mấy cái này để bàn ok lắm. Cô chú anh chị nào mà cây nào thì có thể gửi nội thành ha. Và đặc biệt mùa dịch này nội thành thì vòng vòng gần gần nha, thì ship miễn phí luôn. Còn chỗ nào mà nhìn cái xa quá thì em hộ phí ship cho mọi người ra. Đây. Giờ cũng còn ít là cho nên cô chú anh chị xem tham khảo chơi ha. Thì ví dụ mà mình thích cái cây nào cứ nhắn tin nha, hoặc là alo sẽ gửi tới chỗ cho. Cây thì cây đẹp trung tâm. Rồi đặc biệt là về cái chậu để bàn này đẹp quá trời này mọi người, này là kim ngân bính nè. Thì cái này là xanh nhỏ để bàn, còn cái này xanh chung thì nhẹ như cái này một củ thôi mọi người. Xanh lọt nhau ha. Cái này để bàn là tiện cho mấy anh chị nha, nhờ để bàn á. Ok luôn. Đậu thì nó có ba bốn màu, nó có màu trắng nữa. Đặc biệt là đậu tiếng này đẹp quá trời. Cái này mà anh chị cô chú nào mà ở nhà để bàn hoặc là bàn làm việc lớn để đẹp lắm á. Quá trời đẹp luôn ha. Tuyệt vời luôn. Nhưng mà nó sống ở nhà được ok lắm. Phú quý nè, có cây nữa nè, cũng đẹp nữa. Mỗi làm clip này chậm chậm mọi người coi cho vui ha. Nhà giải trí coi coi clip cho cho vui. Chạy là tấm lỏng cho cái gì vậy hả? Đây. Cái tùng. Tùng còn like. Cô chú anh chị nào mà tuổi thân giới thiệu với mọi người ngắn gọn như thôi tại cũng hết cây rồi, thì chủ yếu là cho mọi người có clip đi xem giải trí trong những ngày dịch này cho vui thôi. Thì hôm nay xin chúc cho mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe để mình chống chọi qua đợt dịch này rồi mình làm ăn kinh tế lại ổn định lại ha mọi người ha. Thì em xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Thì cô chú anh chị nào xem trong clip nào mà thích cái cây nào đó thì cứ alo cho em, nếu mà trong Sài Gòn cố gắng tạo điều kiện ra sớm nhất cho mọi người ha. Nếu mà gần gần vòng vòng ở quận 6 em, hoặc là những cái vườn quận mà lân cận mà không có bị cách ly hay là không ấy đó thì giao dễ thì xin giao miễn phí.
Rồi ví dụ mà cô chú anh chị nào mà quận 12 Hóc Môn mình mạnh gì mình tránh gì đó thì xa quá thì ship mình có thể là mình chia ra cũng được. Cảm ơn rất là nhiều ạ.